Mình sẽ giới thiệu với cái nhà ha về cái xe bánh tráng trộn vô. Dạ, này là da heo đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Dạ. Bên đây là khu gà đá chanh nè. Đó. Bên đây là khu bò nè. Ồ, hấp dẫn quá cả nhà ơi. Cả nhà thấy đựng trong những cái keo rất là vệ sinh phải không ạ? Sạch sẽ, sáng bóng nữa. Đây cả nhà xem tép mỡ. Ồ, quá thơm luôn. À, nhà làm hả chị? Dạ đúng rồi. Đây là những thành phần đậu phộng nè ha. Làm muối. Muối. Ruốc. À. Ở đây mình có hai loại ruốc, ruốc đỏ và ruốc trắng luôn. Ruốc đỏ và ruốc trắng. Dạ đúng rồi. À, dạ. Dạ, dạ chị chủ chia sẻ là mình mới biết là ruốc này có nó thêm màu trắng nữa ha. Dạ. À, bánh tráng phơi xương. Đó. Mỡ hành nè. Nè ha. Ruốc nè. Đó là cái ruốc trắng nữa nè. Bình thường thì đối với một dĩa như vậy cũng như là một hộp như vậy thì chị bán giá bao nhiêu tiền? Dạ thường thì nếu mà thập cẩm. Thập cẩm là 35.000. Dạ rồi. Đó. Bắt đầu chị ấy trộn lên. Chung với nhau này cả nhà. Wow. Đây là tép mỡ rim phải không ạ? Dạ đúng rồi. Dạ. Tiếp theo là khô gà lá chanh. À. Khô bò. Ôi, chất lượng nguyên liệu thì quá tuyệt vời luôn rồi cả nhà. Dạ, cái này là da heo. Ok. Dạ, cuối cùng là trứng cút. Dạ. Tại sao mình không bỏ một trứng mà mình phải bỏ hai trứng vậy? Dạ thường là thập cẩm là sẽ hai trứng à. À, chứ tưởng đâu là nam ăn hai trứng rồi chứ. Nữ chỉ một trứng chứ. Khương Nhật Minh xin chào cả nhà. Hôm nay là ngày 15 tháng 3 năm 2021. Hiện tại bây giờ là 16 giờ 53 phút. Xin lỗi cả nhà, 18 giờ 53 phút nha cả nhà. Gần 7 giờ tối rồi. Thì mình đang dắt cả nhà trên con đường Trần Đại Nghĩa, phường 4, thành phố Vĩnh Long. Thì trong buổi tối ngày hôm nay ha, mình sẽ dắt cả nhà cùng đi tới một cái điểm bán vừa mới khai trương trong ngày hôm nay thôi. Thì mình thấy ngay chỗ cái điểm bán này có một cái điểm khá là đặc biệt về cái món ăn mà mình muốn giới thiệu cho cả nhà ngày hôm nay. Đó là một cái món ăn vặt, mình nghĩ là chắc các bạn trẻ hay là những người lớn tuổi hay là những người thích ăn cái món này mình nghĩ là chắc cũng rất là nhiều đó ở Vĩnh Long đó. Đó là món bánh tráng trộn. Bánh tráng trộn thì nghe là cả nhà chắc cũng có thể là tưởng tượng ra rồi phải không ạ? Thì đối với thành phố Vĩnh Long cũng có vài chỗ bán bánh tráng trộn. Nhưng mà riêng ở chỗ bánh tráng trộn này mình thấy có một cái điểm đặc biệt. Đó là lấy cái tên là bánh tráng trộn Du Du. Chị xin cho cả nhà Du Du đó. Thì không biết cả nhà có nhớ về một cái bài review của mình là bò hào sốt vô vô mà ở trên con đường Trần Đại Nghĩa phường 4 này cả nhà. Thì trong cái ngày hôm nay thì ngay chỗ bò hào sốt vô vô đó sẽ khai trương cái bánh tráng trộn vô vô. Thì chúng ta sẽ cùng đi đến đó xem cái bánh tráng trộn vô vô này sẽ có những cái điểm gì lạ và đặc biệt, chất lượng ra sao nha cả nhà. Còn riêng ở chỗ bò hào sốt vô vô đó thì rất là nổi tiếng rồi với cái chất lượng mà thịt bò và những con hào rất là ngon rồi, quá có tiếng ở Vĩnh Long rồi kìa. Bây giờ chỗ này lại tiếp tục mở thêm một cái loại bánh tráng trộn nữa thì mình nghĩ là chắc chắn chất lượng sẽ không làm cái nhà thất vọng đâu. Và thôi bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tới nha cái nhà ha. Thì hồi nãy mình dắt cái nhà là trên cầu, đó là cầu Hưng Đạo Vương. Cầu Hưng Đạo Vương là cầu nối giữa phường 1 và phường 4. Mình đổ dốc cầu Hưng Đạo Vương xuống thì mình sẽ tới là đường Trần Đại Nghĩa. Thì cái chỗ bánh tráng trộn vô vô này sẽ cách cầu Trần Đại Nghĩa chắc khoảng là trên dưới 1 km nha cả nhà. Nằm bên phía tay phải. Không biết là hôm nay là thời tiết của các anh chị em cô chú bác ở các vùng ở trên thế giới như thế nào ạ?
riêng ở thời tiết thành phố Vĩnh Long trong buổi tối ngày hôm nay thì khá là mát mẻ luôn. Nhưng mà mình nghĩ là chút xíu nữa thì trời sẽ se lạnh hơn một tí. Thì mình nghĩ đối với đường Trần Đại Nghĩa này đó cả nhà, mà cả nhà muốn tìm một cái món ăn vặt thì một cái món bánh tráng trộn mình nghĩ là nó rất là thích hợp luôn cả nhà. Nó là một cái món ăn khô, đồ khô rất là dễ khi mà mình ngồi uống nước với bạn bè đó, hay là mình muốn mua về mình thưởng thức xem tivi, xem video thì mình nghĩ là cái món này rất là thích hợp luôn. Tại vì thường xuyên thì mình cũng thích là mua những cái bánh tráng trộn, sau đó là mình ngồi mình uống nước với bạn bè đó cả nhà. Cả nhà ơi, bây giờ chúng ta đã tới chỗ bò hào sốt yoyo rồi cả nhà. Đó thì trong ngày hôm nay là mình sẽ giới thiệu với cả nhà ha về cái xe bánh tráng trộn yoyo này đây. Ngay từ ở ngoài này chúng ta có thể thấy được cái lượng khách hàng ở chỗ bò hào sốt yoyo đang rất là đông rồi cả nhà. Cái địa chỉ ở bò hào sốt yoyo này cũng như là bánh tráng trộn yoyo đó cả nhà là số 128B đường Trần Đại Nghĩa, phường 4, thành phố Vĩnh Long. Rất là đông thực khách đang thưởng thức luôn. Đó. Nhưng mà mình thấy về cái bánh tráng trộn này thì mình rất là mê luôn. Rồi giờ chúng ta sẽ cùng vào xem nha, xem bánh tráng trộn yoyo này như thế nào đây. Rồi, chị nào chị chủ đâu? Giới thiệu giúp em đi. Rồi chào chị. Dạ. À vậy là cái chỗ cái xe bánh tráng trộn yoyo này của chị là như em mới được biết là mới khai trương trong ngày hôm nay đúng không? Dạ đúng ạ. Dạ. Vậy thì cái thời gian mình bán là tầm từ mấy giờ tới mấy giờ dạ, hả chị? Em bán từ 10 giờ đến 22 giờ. 10 giờ trưa dạ, tới 22 giờ tối. Dạ. À quên nữa, à chị có thể cho em và cái nhà được biết là mình tên gì không? Dạ em tên Mai ạ. À chào chị Mai. Ok. Vậy là cái thời gian đầu tiên là mình biết, hình như là mình mới khai trương trong ngày hôm nay phải không ạ? Dạ đúng ạ. À dạ. Chị có thể giới thiệu với em về cái bánh tráng trộn của mình là có những cái loại gì không ạ? Dạ bánh tráng mình là có 2, 4, 6, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17, 18 loại. À vậy là mình có thể là mix các vị theo ý thích dạ, đúng không ạ? Dạ. Dạ. Ở đây thì thấy là có khu gà, khu bò, khu mực. Dạ, tép mỡ. Tép mỡ, trứng cút, da heo, muối, hành. Mình nói chung là quá nhiều luôn rồi. Vậy là của mình là bán là sẽ bỏ vào hộp đúng không chị? Dạ đúng rồi. À rồi bây giờ chị có thể giới thiệu với em sơ về những cái nguyên liệu của mình đúng không ạ? Dạ đây là da heo. Dạ da heo. Khoan, bên đây là cái gì ạ? Dạ da heo. À cũng da heo luôn. Dạ đúng rồi. Dạ đây là da heo ha. Khô gà. Khô gà lá chanh đúng không? Dạ đúng rồi. Khô bò. Khô bò. Khô mực. À đây là khô mực. Dạ đúng rồi. Còn cái này là khô gà luôn. Cái này là tép mỡ rim. Tép mỡ rim. Đúng rồi. Ồ, chắc có lẽ là chị còn bên đây nè. Là khô mực. À khô mực. Dạ. Rồi bây giờ là chị chủ có thể là cho em xem kỹ lưỡng hơn ở bên trong. Đó bằng cách là bằng cái nắp đây ha. Cho em giới thiệu với cả nhà có thể thấy rõ từ bên trong nha. Dạ. Wow, quá hấp dẫn luôn. Dạ từ đây nha. Từ nha. Dạ này là da heo đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Dạ. Bên đây là khô gà lá chanh nè. Đó. Bên đây là khô bò. Khô bò nè. Ồ, hấp dẫn quá cả nhà ơi. Cả nhà thấy đựng trong những cái keo rất là vệ sinh phải không ạ? Sạch sẽ, sáng bóng nữa. Để cả nhà xem tép mỡ. Ồ, quá thơm luôn. Mùi thơm xuất sắc luôn. Còn bên đây là khô mực luôn anh. Dạ, à, khô mực luôn. Khô mực và khô bò luôn. Dạ, cũng giống vậy luôn ha. Cho em xem luôn. Đó, tại sao mình lại muốn cho cả nhà xem kỹ như vậy? Để cho cái nhà có thể thấy rằng là cái chất lượng ở chỗ chị ấy là nó y khu nhau. À, còn ngoài ra thì mình có
Dạ, ở đây mình có trứng cút ha. Dạ, ồ mỡ hành nè, quá hấp dẫn luôn. Sa tế. Đây là nhà làm hết nha. Dạ, à nhà làm hả chị? Dạ, đúng rồi. Đây là những thành phần đậu phộng nè ha. Làm muối. Muối. Ruốc. Ruốc à. Ở đây mình có hai loại ruốc, ruốc đỏ và ruốc trắng luôn. Ruốc đỏ và ruốc trắng. Dạ đúng rồi. À dạ. Dạ, dạ chị chủ chia sẻ là mình mới biết là ruốc này có thêm màu trắng nữa. Dạ, quá hấp dẫn luôn. Ồ. Ở đây là mình có hai cái thao trộn rất là sâu luôn và to luôn. À, theo chị chủ thì đối với ở chỗ của mình á thì cái loại mà bánh tráng trộn nó sẽ mix cái hương vị nào nó sẽ là đặc trưng nhất? Em thấy cái nào nó cũng vậy. Vậy là coi như là khách hàng là nếu mà có yêu cầu muốn một cái hộp mà đầy đủ. Dạ đầy đủ. À. Đầy đủ hết, luôn dạ, vậy thì chị bán cho em một hộp đầy đủ đi ha. Dạ. Nhưng mà bây giờ em lại muốn bình thường là ở đây em thấy là chị có kinh doanh thêm cái bò hào sốt nữa. Dạ, cũng rất là đông khách rồi. Nhưng mà riêng cái bánh tráng trộn của mình á là chị có khách mà người ta muốn ngồi ăn á là có thể ngồi hay không? Dạ được luôn ạ. À vậy thì em cũng muốn dùng thử nha, bằng dĩa. À. Ồ nhìn cái bánh tráng trộn, nhìn cái bánh tráng của chị là thấy đã khác rồi đó. À bánh tráng này, bánh tráng phơi xương. À, rất là khác biệt so với những cái loại bánh tráng mà những chỗ khác bán. Cái này mua nguyên miếng về mình tự sát. À. Chứ không phải là bánh tráng mà loại người ta mà không phải là sắt. Dạ. Vậy là cái chất lượng bánh tráng này là em rất thích nè. Em rất là tin tưởng về cái chất lượng bánh tráng này thì nó giống như là một cái bánh tráng mà chúng ta hay cuốn với thịt ăn ngày Tết đúng không? Dạ. Dạ rồi. Cái này bánh này là em mua tại lấy tại Tây Ninh hết. Tây Ninh luôn. Dạ. Wow. Đó là cái điểm khác biệt đầu tiên đó cả nhà. Mà mình thấy là rất là ít ở những chỗ bán có được. Đó là bánh tráng phơi xương. Đó, chị ấy sẽ bỏ sa tế nè. Mỡ hành nè. Dạ, cái này là muối nha, muối gia truyền nè ha. Đó. Ruốc nè. Đó, này cái ruốc trắng nữa nè. Bình thường thì đối với một dĩa như vậy cũng như là một hộp như vậy thì chị bán giá bao nhiêu tiền? Dạ thường thì nếu mà thập cẩm. Thập cẩm là 35 ngàn. Dạ rồi. Đó. Đó là chị ấy sẽ trộn lên chung với nhau này cả nhà. Nói chung thì đối với cái chất lượng bánh tráng này thì cái chi phí nó sẽ cao hơn là do cái chất lượng bánh tráng. Cả nhà nhìn thấy không? Một cái màu bánh tráng là nó rất là đẹp luôn. Ồ, bí quyết cả nhà ơi, bí quyết. Đó, cả nhà mà có muốn học theo thì nhà nhìn bí quyết của chị ấy nha. Dùng một cái bình xịt thần thánh. Nước thần thánh. Này là chắc có gì trong đó đó. Mà mình không biết thôi, mình nhìn nhiều khi mình thấy nước gì chứ thành ra không phải nước đâu. Đó là một cái bí quyết riêng đó. Đó là chị ấy bắt đầu làm cho nó thấm gia vị hơn, cho nó dẻo lại. Rồi sau đó để chúng ta xem coi chị ấy sẽ tiếp theo sẽ làm gì đây. À sẽ sắp ra dĩa nè. Đó, hấp dẫn chưa cả nhà ơi. Wow. Đó. Rồi chúng ta tiếp theo xem chị ấy sẽ làm gì nữa đây. Mình sẽ lấy khô mực. Dạ, khô mực. Wow. Đây là tép mỡ rim phải không ạ? Dạ đúng rồi. Dạ. Tiếp theo là khô gà lá chanh. À. Khô bò. Khô bò. Ôi, chất lượng nguyên liệu thì quá tuyệt vời luôn rồi cả nhà. Dạ, cái này là da heo. Da heo. Ok. Dạ, cuối cùng là trứng cút. Dạ. Tại sao mình không bỏ một trứng mà mình phải bỏ hai trứng vậy? Dạ thường là thập cẩm là sẽ hai trứng à. À, chứ tưởng đâu là nam ăn hai trứng rồi chứ. Nữ chỉ một trứng chứ. À, xoài hả chị? Dạ đúng rồi. Quá hấp dẫn luôn cả nhà ơi. Trời ơi, một cái dĩa mà nó đầy đủ gia vị như vậy nè cả nhà. Mà chỉ có giá là 35 ngàn thôi, mình thấy là quá xứng đáng luôn. À, quá gì nhiều gia vị trong đây luôn. Em nghĩ là nếu mà chưa ăn gì ăn cái này là chắc có lẽ là no mệt xỉu luôn á. Một, dẫn chưa? Dạ rồi. Dạ rồi. Rồi thì bây giờ chị chủ cho em ngồi cái màn ở
bên này đi ha. Dạ. Ngồi cái bàn thứ nhì á. Em ngồi cái bàn thứ nhì. Dạ. Dạ dạ dạ. Rồi sau đây thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức nha cả nhà. Rồi cả nhà để mình tí mình chụp vài tấm hình cái đã. Rồi cả nhà ơi, thì sau khi mình đã chụp vài bức hình này ha, thì bây giờ mình sẽ mời cả nhà cùng thưởng thức cái dĩa bánh tráng trộn này chung với mình nha. Ở chỗ là bánh tráng trộn Zo Zo. Đó, hay gọi là Zo Zo đó cả nhà. Thì mời cả nhà xem lại một lần nữa nha. Đối với một cái dĩa bánh tráng trộn mà chỉ có 35.000 đồng thôi, mà chúng ta sẽ thấy những cái chất lượng nguyên liệu ở đây nè, nó rất là tươi và đầy đủ luôn ha. Đó, như là da heo chiên giòn nè cả nhà. Đó, mực rim nè. Đó, này là tép mỡ nè cả nhà. Đó, chiên giòn luôn, khô gà lá chanh, khô bò. À, cái này là rau răm, nhất là xoài nè cả nhà, chua chua ha. Trứng cút, đậu phộng, hành phi, quá trời nhiều cho một cái dĩa bánh tráng trộn như vậy luôn. Thì chia sẻ nó với cái nhà một lần nữa nha. Đối với ở chỗ bánh tráng trộn Zo Zo á, thì chỉ từ là 20.000 là chúng ta đã có thể là sở hữu được một hộp bánh tráng trộn với đầy đủ rồi. Nhưng mà ai muốn ăn nhiều như mình á, thì cái này là 35.000 nha cái nhà. Ngoài ra chúng ta còn có một cái chỗ ngồi rất là thoải mái, lý tưởng luôn. Thì mình thấy mà đối với những cái loại bánh tráng trộn mà kiếm cái chỗ ngồi á, thì nó cũng khá là ít đúng không ạ? Thì đây là một trong những sự lựa chọn. Rồi bây giờ mình sẽ mời cái nhà ha, cùng thưởng thức chung với mình nha. Bây giờ mình sẽ mời cái nhà thưởng thức từng cái loại hương vị trước. Bây giờ mình sẽ thử cái này đi, tép mỡ nha cái nhà. Không, mình lấy cái này. Đây, cái này nhìn nó hơi vuông vuông tròn tròn. Mời cái nhà. Cái nhà, cái cảm giác đầu tiên của mình đó cái nhà, mà dùng cái miếng tép mỡ rim này á, cái độ giòn nó cực kỳ là giòn luôn nha. Cái vị ngọt ngọt mặn mặn của nó cả nhà rất là thấm vào trong đây luôn, và nó là ngon tuyệt vời luôn. Rồi chúng ta thử tiếp nha cả nhà. Đây đó, da heo chiên giòn, cả nhà nhìn thấy đúng không? Nhìn thấy thôi là đã biến thấm gia vị lắm rồi luôn rồi đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức nha. Đúng luôn cả nhà, cái độ giòn ha là cái đầu tiên. Tiếp theo á là cái cảm nhận của mình á, là cái vị nó mặn mặn á, nó ngọt ngọt, nó thấm trên cái lớp da. Nói chung là vừa ăn dữ lắm luôn, nó ngon dữ lắm nha, thơm nữa. Bây giờ mình ăn miếng xoài nha, cho nó chua chua ngọt ngọt nha cả nhà, để nó thấm vào nè. Xoài này cả nhà thì là nhìn là biết xoài tươi rồi đúng không ạ? Nó sẽ có một cái vị là nó chua chua, nó ngọt ngọt, nhưng mà nó ngọt nhiều hơn chua nha cả nhà. Rồi chúng ta thử tiếp nha cả nhà. Cái phần mực rim, mực rim nè. Mình muốn cho cả nhà thử hết các hương vị ở trong cái dĩa bánh tráng trộn này trước, sau đó là chúng ta mới thử tới cái bánh tráng ha. Có bật lửa. Cái này là cái khu mực xé nhỏ đó cả nhà, được tẩm hết rất là nhiều gia vị ha. Cái độ ngọt, cái mùi thơm của nó, và cái độ mặn của nó, nói chung là quá là vừa luôn. Nói chung là cái nào mình cũng thấy ngon hết. Mình thử qua cái này nha cả nhà. Đây, khô gà, khô gà lá chanh. Nên mời cả nhà nha. Mình lấy miếng lá chanh. Đó, mời cả nhà nha, dùng với mình. Đây là khô gà lá chanh đây. Nói chung là các thành phần nguyên liệu ở đây mình cảm thấy là nó ngon, mỗi cái một cái vị ngon nó đều khác nhau, mà nó chỉ có một cái chung là ngon. Thử nó ngon kìa. Này chắc cả nhà cũng quá biết rõ rồi phải không ạ? Một cái hương vị, một cái nguyên liệu mà gần như bây giờ
được rất là nhiều người luôn. Trứng cút. Rồi cả nhà ơi, chúng ta thưởng thức tới hương vị cuối cùng đây. Cái này là cái quan trọng nhất. Cái bánh tráng này là cái mình thấy là rất là đặc biệt nhất mà từ đó tới giờ mình mới thấy luôn á. Đó là cái bánh tráng này là bánh tráng hơi trương một nắng. Thay vì những cái loại mà bánh tráng trộn kia thì chúng ta hay thấy là nó sẽ có cái sợi dài dài đúng không ạ? Nhưng riêng bánh tráng này chúng ta sẽ có một cái hình thù khác, là nó hơi tròn, nó hơi vuông vuông tí, nhưng mà được xé ra từ một cái bánh tráng bự mà chúng ta hay ăn vào trong cái dịp Tết á. Thế nào? Cái cảm giác đầu tiên của mình đó cả nhà, đối với cái bánh tráng này á, thì nó sẽ có một cái độ mà dai dai, cái độ mặn mặn, nó hòa chung với mùi thơm của sa tế. Đúng là đối với những cái thành phần nguyên liệu như là mực, da heo hay là bò hay là khô gà đó cái nè, thì nó có những cái độ ngọt rồi, còn cái này nó sẽ có vị mặn mặn lạt lạt tí à, và cái mùi thơm sa tế khi chúng ta kết hợp mix chung với những cái nguyên liệu thành phần ở trên á thì ăn lại nó sẽ rất là vừa nha cả nhà. Thế mình thấy thì đây bánh tráng trộn vô vô ha, vô con là mình thấy một cái sự lựa chọn mới để cho cái nhà muốn thưởng thức cái loại bánh tráng mới đó ở tại thành phố Vĩnh Long. Thì mình thấy là ở đây là cái chất lượng nguyên liệu ha, đầu tiên là mình thấy rất là vệ sinh và sạch sẽ luôn. Bên cạnh đó thì đối mình thấy là nếu mà cả nhà muốn mà cảm nhận về một cái loại mà chất lượng bánh tráng trộn mà nó khác biệt so với những chỗ khác á, thì bánh tráng trộn vô vô này đó là một trong những sự lựa chọn nha cả nhà. Cả nhà hãy nhớ nếu mà cả nhà mà có ghé đến đường Trần Đại Nghĩa phường 4 á, thì cả nhà hãy ghé chỗ bò hào sốt vô vô để chúng ta cùng thưởng thức cái món bánh tráng trộn vô vô này nha. Đó à, nằm tại địa chỉ 128B đường Trần Đại Nghĩa phường 4 thành phố Vĩnh Long nha cả nhà. Nếu mà cả nhà có thời gian hay có dịp hay là muốn thưởng thức thử cái món bánh tráng này giống như mình thì cả nhà hãy ghé chỗ bò hào sốt vô vô nha cả nhà. Cả nhà hãy nhớ thời gian hoạt động ở chỗ bánh tráng trộn vô vô cũng như là bò hào sốt vô vô là từ 10 giờ sáng tới 10 giờ tối nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Hẹn gặp lại cả nhà trong video sớm nhất. Chào tạm biệt cả nhà.